Hai mọi người, lại là tôi đây. Chiều nay chúng ta sẽ ăn món chuối nấu mọi người, chứ không phải sữa đá mọi người. Đây mọi người, chuối nấu mọi người. Ly phơi sữa đá mọi người. Mời mọi người dùng ăn không mọi người. Chúng có gì mặn nhẹ không mọi người? Ta cũng được, có để thêm miếng mốt mặn mặn ghê à. Ăn chuối nấu thì nhớ món chè chuối mọi người. Ăn dễ dễ. Đầu bị thâm. Ăn hơi nhiều nha, hơi lâu mọi người. Chối được mọi người, được ngon, ok, phải sữa ngon mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người có một bữa tiệc ngon miệng và cũng một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.